1 2 2 3 4 5 6. Alo. Vâng, đây là những bộ sản phẩm đẳng cấp. Ngày hôm nay bộ này là bộ thứ 9 các bạn, mà lại bộ thứ 9 giống nhau y đúc luôn. Đấy các bạn, đây buổi sáng là 6 bộ sản phẩm y hệt nhau, đều là B3 C5. Các bạn thấy nó đặc biệt không? Đấy, hôm nay toàn mã cao cấp thôi. Duy nhất chỉ có 2 cặp B3 màu đen, còn toàn là màu trắng, toàn B3 C5. Và đẩy 4 kênh AAP các bạn, và đẩy TD. Đấy, toàn đẩy công suất lớn và những quả trầm, quả súp hơi bát 50, toàn như vậy rồi. Và những con vang số cao cấp của Patty Hào. Dòng vang cực hay. Dòng vang này thì có chất âm thì nó cực kỳ là mượt, vang số nhá các bạn nhá. Bên em setup những con vang số này chuyên cho những phòng hát karaoke chuyên nghiệp để kiếm tiền. Thì đây là những con vang phải nói là cực VIP luôn. Đấy, setup cực kỳ chi tiết, đến từng chi tiết nhỏ nhất trên giải mic. Đấy các bác ạ, những chi tiết nhỏ nhất, những cái tiếng trong vắt trên những con vang số cao cấp này, bên em vẫn phải căn chỉnh từng ly từng tí một các bác nhá. Đấy, giải súp và con đẩy này đang thừa một kênh. Các bác dùng con đẩy AAP với cái giá em bán là 9 triệu đồng. Và sau hết cái đợt này thì con đẩy này 5-6 hôm nữa về thì giá nó sẽ cao hơn các bác ạ. Sẽ cao hơn một chút nữa vì hàng của hãng AAP lên giá cũng khá khá các bác nhá. Dòng đẩy AAP TD là những dòng đẩy được các bác ưa chuộng nhất. Và đặc biệt này, cái độ đẹp của nó các bác nhá, AAP nó có kiểu dáng cực đẹp luôn và đẳng cấp. Đấy, chất âm của nó thì tuyệt hay. Bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay, và chuyển cho bác khách ở bên Đài Loan, bác ở Ba Vì. Đấy, bác lúc sáng sớm bác đã đến tại cửa hàng và bác đã thanh toán đủ cho em rồi. Ngày mai em sẽ chuyển cái này ra xe, chuyển theo đường xe về Ba Vì cho bác khách. Đấy, và cụ thể bác tên là bác Bình. Đấy, bác Bình, bác ở Ba Vì. Đấy, đã chuyển đủ tiền. Bộ này là 35.500.000 giá tại cửa hàng nhé các bác nhé, giá tại cửa hàng. Rồi, các sản phẩm 14.500.000 đẩy 9 triệu thôi, giá rất rẻ, nhưng tới đây giá nó sẽ cao hơn, vàng 3.500.000. Vâng, những sản phẩm cực kỳ là VIP. Bên em luôn setup và đăng tải để giới thiệu. Ngày hôm nay là hơn 10 bộ, tổng là 9 bộ loa C5 màu trắng lên đường và những bộ màu đen B3. Ngày hôm nay ngày của loa B3 các bác nhá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm. Xem cực kỳ là VIP mà luôn là. Đấy, giờ này đang là gần 6 giờ rồi, cuối ngày, lúc này em mới set up được để trả đơn các bác. Và giờ này là anh em thợ cũng về rồi, sáng mai anh em sẽ đóng thật sớm và trả đơn các bác. Vâng, tối rồi các bác nhá. Đấy, những ngày này là bên em luôn luôn chật cứng các công việc, quá tải luôn các bác nhá, các sản phẩm chuyển đi quá nhiều luôn. Và rất cảm ơn các bác trên mọi miền Tổ quốc thân yêu đã tin tưởng đặt hàng. Hôm nay là ngày mùng 8 thì các bác ở xa, ở Sài Gòn, Cần Thơ, Cà Mau,
xa nhất các bác vẫn đặt hàng được bình thường các bác nhá. Vâng, đến khoảng ngày 18 hoặc 20 em vẫn chuyển được hàng. Nhưng các bác lưu ý còn khoảng 10 ngày nữa các bác nhá. 10 ngày nữa các bác ở xa vẫn đặt được hàng bên Ngọc Quang Bắc Giang. Ở xa nhé, ở chỗ nào xa nhất. Các bác tranh thủ nhanh có nhu cầu về sản phẩm nghe nhạc và karaoke thì hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc đây ạ. Vâng, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.